Người đàn ông to cao và lạc quan này tên là Rodion. Anh ấy là niềm vui và tự hào của gia đình, của bạn bè và gia đình. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, nửa năm trước, người đàn ông biến mất khỏi xe một cách bí ẩn. Đêm trước khi mất tích, Rodion để lại lời nhắn trên bàn, nói rằng anh sẽ ra ngoài chơi và trở về vào ngày mai. Nhưng đến hôm sau, chị gái của Rodion nhận được một tin nhắn kỳ lạ. Nội dung tin nhắn là tất cả đều tốt, đừng nhắn tin, đừng gọi điện, sẽ giải thích sau. Kể từ đó, điện thoại di động tắt máy. Và cảnh sát đã tìm thấy ba ghi chép hành trình của Rodion. Nó cho thấy anh ta đang lái xe đến một thành phố cách đó hàng chục cây em. Sau đó anh ta ngay lập tức trở về nhà của mình. Nhưng Rodion đã bốc hơi. Các tình nguyện viên từ khắp nơi trong thành phố tham gia nhóm truy tìm. Không lâu sau, họ tìm thấy chiếc xe của Rodion bị bỏ rơi, không có biển số, không có vết máu, không có manh mối nào cho thấy Rodion gặp nạn. Cảnh sát kết luận rằng người đàn ông cố tình bỏ trốn. Nhưng gia đình Rodion không thể chấp nhận kết luận này. Họ không tin rằng Rodion biến mất mà không để lại một lời nào. Các nhà tâm linh trở thành niềm hy vọng cuối cùng của họ. Gia đình đưa xe của Rodion ra khỏi đồn cảnh sát. Ekip chương trình cũng chuẩn bị bức ảnh của anh ấy. Các nhà tâm linh có thể tìm ra chân tướng vụ án mất tích này không? Chúng ta cùng đón chờ xem. Người đầu tiên xuất hiện là nhà tâm linh Nicole. Cảm nhận phong bì trong tay, cô ấy dường như nhìn thấy bức ảnh bên trong. Cánh tay như vậy, cánh tay lực lưỡng như này, là cơ bắp, bạn hiểu không? Mạnh mẽ, tôi không biết phải nói thế nào khác. Trẻ hơn tôi một chút. Bao nhiêu tuổi, tôi muốn biết. Khoảng 27 tuổi, rất chính xác, 27 tuổi. Sau đó Nicole lên xe. Cô ấy cảm thấy một loại năng lượng bi thương. Nhìn vào bức ảnh trong tay, gia đình Rodion đã nghe được những gì họ muốn nhất. Anh ta vẫn còn sống. Anh ấy vẫn sống, vẫn sống. Tim anh ấy vẫn đập. Sắc mặt của cô gái bừng sáng ngay lập tức, vì nhà tâm linh đầu tiên tin rằng Rodion vẫn còn sống. Nhưng anh ấy đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không cho chúng ta biết? Điều gì đã ngăn cản anh ấy về nhà vào thời điểm đó? Anh ấy không còn cách nào khác. Tại sao? Anh ấy hiện đang ở trạng thái khác, bi thương. Tại sao anh ấy lúc đó không gọi điện thoại? Anh ấy không thể. Nicole không thể mô tả chính xác trạng thái này. Và gia đình Rodion chợt nghĩ, họ đã từng thấy một tin tức trên Internet viết về một thanh niên giống Rodion, trong tay cầm một tấm ván, bên trên mặt viết rằng tôi không nhớ gì cả, hãy giúp tôi trở về nhà. Rodion có thực sự gặp tai nạn gì mà bỗng nhiên mất tích? Nicole không thể nhìn thấy bất kỳ thông tin nào nữa. Nhưng sự xuất hiện của cô ấy đã nhen nhóm hy vọng cho gia đình này. Nhà tâm linh tiếp theo là Victoria. Điều cô chú ý không phải là chiếc xe. Xảy ra chuyện gì? Không đau. Đau. Cô nghĩ xem, Lisa bị ngã hôm qua, cô ấy bị vấp một viên gạch, bị xước đầu gối. Mở cửa xe, lời nói của Victoria khiến mọi người tuyệt vọng. Tôi không đi vào. Tại sao? Vì chiếc xe này thuộc về một người đã chết. Không ai có thể nói lời nào. Điều này có nghĩa là Victoria nhìn thấy Rodion đã chết. Chiếc xe này không mang theo người chết về. Không hiểu nổi. Chính là chiếc xe này và người vừa nãy cô miêu tả thuộc về người đã qua đời. Đúng, từng có cái chết, bị giết. Hóa ra Victoria đang nói về chủ nhân đầu tiên của chiếc xe này. Anh ta thực sự đã bị bắn chết trong xe. Đối với phong bì trong tay, Victoria cũng cảm nhận được rằng người đàn ông đã qua đời. Để nói thêm càng nhiều chi tiết, Victoria quyết định ngay tại đây triệu hồi linh hồn của Rodion. Anh ấy đang ở đây. Cô nói anh ấy ở đây. Chị đừng khóc vì em. Em ở bên đó cảm thấy ẩm ướt. Em ngập chìm trong nước mắt. Anh ấy nói em cuối cùng đã gặp được Alyosha. Mọi người đều cảm thấy đau khổ. Tại sao cái tên Alyosha lại đánh trúng vào nỗi đau của mẹ và con gái? Anh ấy đã sớm ở thế giới bên kia rồi. 8 năm trước, anh ấy đang đưa cho tôi xem có vẻ là con dao của người chết. Hóa ra, bạn thân nhất của Rodion là Alyosha. Anh ấy đã chết cách đây 8 năm. Đứng bên cạnh quả thực là linh hồn của Rodion, giờ không ai còn nghi ngờ gì nữa. Chuyển lời tới Romic, tôi không kịp để tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Romic là hàng xóm, anh ấy không kịp. Rodion dặn dò những người bạn một vài chuyện. Nói mai hãy cai rượu. Người bạn hàng xóm khác
thuyết phục Ulrich quay lại, mặc dù trong đầu anh ấy đã có suy nghĩ này. Ngay cả tên của họ cũng được gọi ra. Dùng xe đẩy thật tốt. Rodion đưa chiếc xe đẩy của mình cho Mai, là như vậy. Nói với mẹ rằng tôi rất yêu bà ấy, cũng rất nhớ bà. Tôi muốn tặng hoa cho bà ấy. Con trai muốn tặng hoa cho mẹ vào ngày sinh nhật của bà. Con gái Lisa, vào ngày 30 tháng 11 không có anh ở bên đã được tặng hoa. Xin chào, baby. Chỉ Rodion mới gọi bạn gái của mình như vậy. Anh ấy hỏi con rùa của anh ấy có còn sống không? Anh ấy từng tặng tôi một con rùa. Dường như chính anh ấy đang đứng đó và nói tất cả. Nhưng anh ấy sẽ nói cho mọi người biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh ấy không? Anh ấy nói anh ấy bị sát hại. Giống như Alyosha bị đâm chết bằng dao. Nhưng hung thủ là ai? Tại sao? Anh ấy nói bởi vì tên béo. Tên béo nào? Là hung thủ. Không, tất cả mọi chuyện đều do anh ta và sau đó phát sinh một vài chuyện khác. Điều này giải thích thế nào? Sau đó Victoria lại nói một cái tên khác, Sasha. Sasha chính là người chúng tôi nghi ngờ. Và tên béo là bạn của Sasha. Sasha. Nhưng anh ta cũng không phải là hung thủ. Mọi người nín thở bởi vì Victoria sắp giải được bí ẩn. Tôi chỉ có ba từ, chính là người đi gan. Không thể tin được, người đi gan, Sasha, tên béo. Những từ này thực sự có liên quan mật thiết đến sự biến mất của Rodion. Gia đình đã xem lịch sử trò chuyện giữa Rodion và Sasha trên máy tính. Trong đó nói rằng Sasha đã vay một số tiền lớn từ người đi gan, nhưng tỏ ý sẽ không trả lại. Rất có thể Rodion đã dính líu đến vụ nợ nần này. Sau vụ tai nạn, cảnh sát đã điều tra Sasha. Lời khai trước và sau không khớp, hiển nhiên có sự che giấu nào đó. Người nhà hy vọng Victoria có thể nói thêm nhiều chi tiết nữa. Biết mất rồi. Nhưng anh ấy không ở đây nữa. Hiểu không, anh ấy đã lên thiên đàng rồi. Họ đang nhìn tất cả. Nhưng không có năng lực, anh ấy không thể chỉ vào người và nói, đây chính là hung thủ giết tôi. Anh ấy hoàn toàn không hy vọng mọi người bị dằn vặt sau khi biết được chân tướng. Ngược lại, anh ấy hy vọng mọi người không biết được chân tướng. Victoria thậm chí cảm nhận được người nhà thực ra đã tìm thấy thi thể của Rodion. Hóa ra mấy ngày trước, cảnh sát thực sự tìm họ, đến các nhận một thi thể đã bị phân hủy được tìm thấy trong rừng. Kết quả so sánh DNA hiện tại vẫn chưa được công bố. Mọi người hiển nhiên rất kinh ngạc trước sự thể hiện của Victoria. Họ tin tất cả lời của Victoria, nhưng tận đáy lòng họ vẫn cho rằng Rodion còn sống. Với những tia hy vọng cuối cùng, hãy chờ xem Marilyn nói gì. Cô nhanh chóng nhận ra chủ nhân của chiếc xe, là anh em của mấy người. Đưa tay cho tôi. Nhìn vào mắt tôi. Tôi nhìn thấy hình ảnh như này. Cô đang ngồi trong xe. Anh ta ngồi bên cạnh. Hai người đang khóc. Hình như có một con động vật nào đó chết. Đều hoảng sợ. Bắt buộc phải cứu nó. Cứu cái gì? Là con gì? Mèo? Chó? Hình như là chó. Vô cùng hoảng loạn. Rất rõ ràng Lisa đang trên bờ vực của sự sụp đổ. Hóa ra một ngày nọ cô đang lái xe trên đường cùng em trai thì đụng phải một con chó. Họ xuống xe phát hiện con chó sắp chết rồi. Tôi nói, làm sao đây, trong lòng vô cùng buồn bã. Cậu ấy lại muốn bóp chết nó. Anh ấy có vẻ đang gắng sức. Chấm dứt nỗi đau của nó ngay lập tức. Tay của cậu ấy. Cậu ấy cũng khóc, nước mắt nhòe cả kính, cậu ấy cũng rất đau khổ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em mình khóc trong xe cậu ấy có cái sàng. Chúng tôi trộn con chó ở đó. Vì chuyện này tôi đã khóc rất lâu. Họ chưa nói với ai về điều này. Không biết Marilyn sao có thể nhìn thấy tất cả. Và để biết Rodion đang ở đâu, Marilyn muốn một giọt máu từ bạn gái của Rodion. Gạch nối. Không, cô rất sợ, không thể dùng máu của cô. Tôi cực kỳ sợ nhìn thấy máu, tôi run lên vì sợ hãi. Biết tôi sợ nhất gì không? Máu. Cô ấy làm sao biết? Tôi có thể vẽ không? Có thể. Cô muốn bút hay phấn? Chúng ta đến xem. Tôi không biết Marilyn muốn làm cái gì. Hãy nói một con số, ngày cuối cùng cô nhìn thấy anh ấy. Số là được, không phải tháng 25. Con số này có tác dụng gì? Cô ấy muốn vẽ một ký hiệu trên con số này. Tôi nhìn thấy một bức tranh như vậy. Trên ban công, anh ấy đang mặc một chiếc áo phông trắng. Đang cầm điện thoại, ai đó đang gọi cho anh ấy. Một người đàn ông đang gọi anh ta, người đàn ông đó bị hói.
rất béo, cô ấy đang miêu tả người chúng ta đang nghĩ tới. Tai rất vểnh, mũi to, những miêu tả này khiến chúng tôi nhận ra kẻ liên quan đến sự biến mất của Rodion. Victoria thậm chí còn nói tên của hắn. Xa xa, phải đến một nơi. Chiếc xe đã đi xa, tôi nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ màu vàng có một vũng nước, qua một vũng nước bẩn. Cô ấy thực sự đã nhìn thấy cái này. Marilyn nhìn thấy rõ ràng chiếc xe đang lái ra khỏi nhà. Có phải là một chữ cái không? Tôi nhìn thấy. SKA. Tia lửa. Chàng trai mà chúng tôi nghĩ đến. Ở trạm tàu lửa. Đây chính là trạm tàu lửa mà Marilyn biết cô ấy đã bỏ đi một chữ cái. Bạn của Rodion sống ở đây. Tất cả đều nói đúng, xa xa, trạm tàu lửa. Nói vậy là Rodion đã đón bạn của mình ở đây. Bọn họ phải đi gặp một người. Chính là người đàn ông gọi điện thoại. Nhanh chút, nhanh lên. Vẫn đến kịp. Tôi nghe thấy anh ta nói, đều mang đến rồi sao? Chính là câu này, đều mang đến rồi sao? Sau đó, lại có một người đàn ông lên xe. Người đàn ông này cũng rất to cao, tóc ngắn. Anh ta nói, tất cả đều tại tên béo. Tên béo là bạn của Sasa. Anh ta ngồi ở đây. Không lẽ tên béo ngồi ở hàng ghế sau? Từ video giám sát trên đường, có thể thấy rõ tài xế không phải là người duy nhất trên xe. Rất có khả năng, trên xe có 3 người đàn ông. Bọn họ không ngừng lái xe về phía trước đi gặp một người. Lại có một chiếc xe nữa đến. Một chiếc ô tô màu sáng có 4 người. Không phải người Nga. Họ nói ngôn ngữ rất lạ, giống ngôn ngữ cổ của người Digan. Thật khó tin, Victoria cũng nhìn thấy những người Digan. Trong đầu tôi xuất hiện 3 từ, người Digan. Mọi người mặt không có biểu cảm gì, có lẽ Marilyn có thể nói cho họ biết đã xảy ra chuyện gì. Nhỡ đâu Marilyn nhìn thấy Rodion vẫn còn sống. Anh ấy dừng xe. Bây giờ bắt đầu nói, anh ấy vô cùng kích động. Hai bọn họ đều xuống xe. Anh ấy vẫn ở trong xe, bọn họ nói về chuyện tiền nong. Không quá rõ ràng, là một loại giao dịch. Không biết là giao dịch gì. Có cái gì đó không đủ, họ chỉ vào chiếc xe. Anh ấy ngồi trong xe rất kích động. Tôi nhìn thấy anh ấy từ xe bước xuống. Mưa rất to, anh ấy hỏi có chuyện gì. Các người muốn gì, họ đẩy mạnh anh ấy. Anh ấy cũng đẩy họ. Người đàn ông này trong tay cầm một thứ gì đó sắc nhọn. Một con dao dao. Tôi nhìn thấy khắp người anh ấy đầy máu. Nằm dưới đất muốn lập tức bỏ chạy. Anh ấy lại bị đâm một nhát sau lưng. Những người khác đều lên xe. Người khác họ sợ rồi, bỏ chạy. Cô nói những người đi cùng anh ấy trên xe sao? Họ đi rồi, lái cả xe đi mất. Anh ấy một mình nằm dưới nền đất, đúng vậy, anh ấy nằm dưới nền đất đã chết rồi. Chết rồi, đúng vậy. Marilyn, làm ơn hãy nói với chúng tôi rằng anh ấy vẫn còn sống. Không, chết rồi. Bọn họ vứt đồ của anh ấy đi. Giống như túi vậy. Cứ như vậy vứt đi. Hình ảnh Marilyn nhìn thấy. Chúng tôi thậm chí có thể thuật lại chân tướng vụ án này. Rodion đã lái xe chở Sasa và tên béo cùng nhau đến một thành phố khác để tìm những người Digan. Nhưng vì tranh chấp nợ nần, người Digan đã giết chết Rodion. Sasa và tên béo hoảng loạn, bỏ lại thi thể của Rodion và trở về nhà. Thậm chí bỏ lại đồ vật của Rodion trên đường và thi thể của Rodion. Nó có thể là xương được tìm thấy trong rừng. Marilyn thậm chí còn nhìn thấy vụ án phát triển sau đó. Sẽ có con trai. Con trai. Tôi đoán nó được sinh vào tháng 8. Chỉ là không thể đặt tên cho cậu bé là Rodion, không thể. Đừng khóc, đừng khóc. Đừng khóc. Marilyn tin rằng kẻ ác rất nhanh sẽ bị trừng phạt. Trong 2 năm. Bất kể chuyện gì, trong 2 năm chân tướng sẽ được phơi bày. Tôi có thể nhìn thấy nó rõ ràng. 2 năm. Những người thân sẽ sớm an táng con trai, anh em họ. Trước lễ Noel. Noel, tôi nhìn thấy tang lễ được cử hành trước ngày Noel. Mùa đông sao, đúng vậy, có thể là kết quả cuối cùng của vụ án. Không phải là điều mà gia đình Rodion mong đợi. Nhưng sau khi nhà tâm linh vén bức màn, họ sẽ sống kiên cường hơn. Đến đây tất cả các thử thách trong mùa 16 đã kết thúc. Tập tiếp theo sẽ tiết lộ ai là nhà tâm linh mạnh nhất trong mùa này. Để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé.